Xin chào tất cả các bạn học sinh và quý phụ huynh. Cô là Thu Trang, giáo viên toán đến từ Học Mãi. Hôm nay cô đến đây để có thể chia sẻ một bí kíp giúp các bạn đang gặp khó khăn trong học tập có thể chinh phục được điểm cao ở trên lớp. Chúng ta sẵn sàng cùng với cô nhé. Nếu như chúng ta đang là một học sinh lớp 6, vừa chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở và chưa biết cách học thế nào sao cho hiệu quả, hay bạn là một học sinh lớp 7, gặp kiến thức hình của hình lớp 7 đang rất là phức tạp bởi vì nó khó hơn hẳn với những kiến thức hình từ lớp 6 trở về trước, hay chúng ta là một học sinh lớp 8 đang cần phải hoàn thiện lại toàn bộ các kiến thức đại số và hình học để chuẩn bị cho lớp 9 kỳ thi vào 10 cam go khốc liệt sắp tới, hay bố mẹ đang tham khảo một hình thức học tập phù hợp cho con khi mà học tại trung tâm và gia sư không hề đạt hiệu quả như chúng ta mong muốn và muốn được nhận những báo cáo học tập và theo sát quá trình học tập, biết được con học như thế nào hàng tuần, hàng tháng. Vậy thì chương trình học master chính là một giải pháp dành cho học sinh và quý phụ huynh đang cần đấy ạ. Khác với bậc tiểu học thì các bạn học sinh lớp 6, 7, 8 muốn học có hiệu quả cần phải có kỹ năng tự học và phương pháp học tập dành cho riêng mình. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tự học vừa tốt mà vừa có phương pháp dành cho riêng mình đây? Thì đến với chương trình học master, các con sẽ được các thầy cô xây dựng một lộ trình học tập cá nhân hóa theo phương pháp Adaptive Learning, tức là chúng ta sẽ được điều chỉnh và thay đổi lộ trình học liên tục theo từng tuần, từng tháng với những cái thay đổi nhỏ về kiến thức, kỹ năng và thái độ của chúng ta. Đồng hành cùng với các bạn song song với lộ trình học tập được cá nhân hóa sẽ là những thầy cô học mãi, giàu chuyên môn và giàu kinh nghiệm giảng dạy, giúp các bạn khắc phục những yếu điểm và phát huy những ưu điểm, vừa là người bạn, giúp các bạn có động lực và có niềm yêu thích với môn học. Sau khi học tại chương trình Master thì chúng ta có thể đạt được những mục tiêu học tập mà các bạn đã đề ra. Thứ nhất đó là kết quả học tập, chúng ta sẽ vững kiến thức và được củng cố một cách chắc chắn, cũng như là nâng cao kỹ năng làm bài tập để từ đó có thể chinh phục được điểm số cao trên trường lớp. Còn về thái độ học tập, chúng ta sẽ chủ động và tự giác hơn, không cần bố mẹ phải nhắc nhở nữa, và chúng ta sẽ tự tin và yêu thích môn học hơn, thoải mái thể hiện ý kiến trước thầy cô và các bạn và trong các hoạt động nhóm. Để học tại chương trình Master có hiệu quả nhất thì học sinh và quý phụ huynh sẽ cần lưu ý hai thứ. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ cần phải xác định được mục tiêu học tập rõ ràng cho mình. Mục tiêu học tập rõ ràng là như thế nào? Đó là chúng ta sẽ cần phải đề ra một điểm số cụ thể, hay là cần phải xác định được kiến thức A, kỹ năng B mà chúng ta cần phải cải thiện. Còn nếu như bạn chưa xác định được mục tiêu học tập rõ ràng cho mình thì không sao, các thầy cô tại chương trình học Master sẽ dựa vào bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào để có thể giúp các con đề ra mục tiêu học tập phù hợp cho bản thân mình. Và lưu ý thứ hai đó chính là về thiết bị. Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị laptop hoặc máy tính bàn và điện thoại di động có kết nối mạng để theo học chương trình Master có hiệu quả nhất nhé. Để đăng ký chương trình học Master, học sinh và quý phụ huynh sẽ truy cập vào trang master.trunghocoso.hocmai.vn, điền các thông tin và nhấn vào nút đăng ký để được tư vấn viên của Học Mãi hướng dẫn test đầu vào và tư vấn lộ trình học phù hợp. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của cô Trang, quý phụ huynh và học sinh đã tìm ra được một giải pháp học tập toàn diện giúp các con có thể tự học ở nhà có hiệu quả và chinh phục được điểm số cao ở trên lớp. Mong rằng cô Trang có thể đồng hành cùng với các con và bố mẹ tại chương trình học Master. Hẹn gặp lại tất cả các bạn!